Dù như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết. Để mình cũng nói luôn là quà thì quà nghỉ học rồi nha các bạn. Quà nghỉ học để nhường cho nhà đi học các bạn ơi. Ai hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.